Bạn có biết máy rửa mặt có thể giúp cho chúng ta rửa mặt sạch gấp 10 lần so với rửa bằng tay hay không? Bước 1. Làm ướt mặt, tốt nhất là dùng nước ấm vừa phải, sẽ giúp lỗ chân lông mở rộng hơn, giúp tăng hiệu quả làm sạch. Lấy lượng sữa rửa mặt vừa phải và tán đều trên gương mặt, tránh vụn mắt. Bước 2. Làm ướt đầu cọ. Đặt phần đầu cọ lên mặt và nhấn công tắc. Bước 3. Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên những vùng da mặt, khoảng 30 giây thay đổi vị trí một lần. Vùng má, bắt đầu di chuyển đầu cọ nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ gò má đến tai để lấy đi bụi bẩn. Vì đầu cọ đã tự xoay đảo rồi nên không cần phải xoay bằng tay nữa, chỉ cần di chuyển ngang, dọc nhẹ nhàng. Hết một bên má thì tiếp tục qua bên má kia. Vùng mũi, cằm, miệng, di chuyển đầu cọ nhẹ nhàng trên sống mũi, hai bên cánh mũi, vùng miệng và cằm. Tương tự di chuyển ngang trên phần trán 30 giây cuối cùng. Nếu chúng ta lướt quá nhanh hoặc là đè quá mạnh thì máy sẽ báo bằng cách dừng quay. Sau khi hết 2 phút, máy sẽ tự tắt. Bước 4. Rửa mặt lại bằng nước lạnh vừa phải là tốt nhất, sẽ giúp tăng hiệu quả se khít lỗ chân lông và lau khô nhẹ nhàng bằng khăn sạch. Thưa tiến sĩ Helen, vậy còn lưu ý gì ngoài việc làm sạch da thì chúng ta còn nên chăm sóc da như thế nào? Có một vài điều bạn có thể lưu ý như ngủ đủ giấc, thái độ tích cực và ăn uống điều độ. Những gì bạn ăn cũng quan trọng như những gì bạn sử dụng cho làn da mình thông qua việc chăm sóc da. Bởi vậy không phải lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chuyện máy móc hay là mỹ phẩm không ha, còn phải kết hợp với việc tập luyện rồi chịu khó phải đi ngủ đúng giờ nữa. Và cuối cùng thì Lan rất mong muốn là ngày hôm nay Ngọc Hân đến với chương trình có thể đúc kết và chia sẻ về những cái kinh nghiệm làm đẹp để có thể gửi đến tất cả chị em phụ nữ. Trước tiên phải nói đến cái gì mà tự nhiên đúng không ạ? Đầu tiên là như Loan vừa nói là ngủ đúng giờ này, ngủ đủ giấc này và ngủ sâu. Thực ra trước khi đi ngủ thì Hân cũng hay dùng một cốc sữa nóng này, rồi sáng ngủ dậy thì sẽ có một cốc nước cam, và đặc biệt là uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Mỗi ngày thì uống hết ít nhất là 2 lít nước để khiến cho cái làn da của chúng ta luôn căng mọng và đầy đủ nước. Cuối cùng thì là làm sạch và chăm sóc với những cái loại mỹ phẩm phù hợp với da của bạn. Xin được cảm ơn Ngọc Hân rất là nhiều đã dành thời gian đến tham gia chương trình, và Loan sẽ ghi nhớ những cái bí quyết được chia sẻ ngày hôm nay, thực hiện theo. Chắc chắn quý vị khán giả cũng như vậy quý vị nhé. Và xin được cảm ơn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được trò chuyện với tiến sĩ trong những dịp khác nữa. Một số những lưu ý khi sử dụng máy rửa mặt. Vệ sinh đầu cọ ngay sau mỗi lần sử dụng bằng sữa rửa mặt hoặc xà bông dịu nhẹ, nhất là khi bạn dùng liên tục hàng ngày. Bắt đầu làm quen với máy 1-2 lần một tuần và tăng dần tần suất đến khi thay thế hoàn toàn thói quen rửa mặt bằng tay hàng ngày, ngày 2 lần sáng và tối. Lựa chọn đầu cọ và sữa rửa mặt phù hợp với loại da để đạt được hiệu quả tốt nhất. Luôn để ý tình trạng da để điều chỉnh cho phù hợp.